Morning. Sáu giờ sáng. Vinmore. Chị đi chợ bọn các bạn. Mới giờ ăn nhậu quá rồi. Buổi sáng đẹp ha. Sáu giờ sáng. Rất là đẹp. Mới về về cái tầng rồi, chưa chạy bộ nữa. Giờ đi chạy bộ. Mát chào bác dễ sợ. Sáng dậy mát. Tại dậy sớm, 5-6 giờ tại dậy, 5 giờ tại có người dậy. Sáng sớm giờ đi băng qua đường. Mà qua cái park bên kia để chạy kìa. Để chỗ đó có cái park để cho ta chơi. Lên mót đây. Bật trời lên đẹp quá. Love sunrise man. Mấy nhà ở đây là 10 triệu một cái. Còn dư mấy căn người ai có điều kiện không? Đẹp chưa? Sao dám quê vậy? Ta chạy trong kia hết hả? Ô, có người kìa. Cái lên mót, lên phó. Lộng rơi chứ. Let's go. Tiếp tiếp. Xà lan ở kia. Chà thấy cảnh đẹp quá, quay là quay. Đồng lắm. Cái xà lan bự ghê á. Xà lan chết container. Bãi du thuyền của đây. Bãi du thuyền của đại gia. Nhiều đại gia quá. Câu này câu gì thì không biết nữa. Mà chạy từ cầu tới, từ dưới tới chỗ này tới cầu này. Nó hết đường rồi chạy về. Tới điểm cuối. Bên này. Hồi nãy bên kia giống như từ đông qua tây vậy đó. Hai điểm cuối cùng. Ok thôi. Chạy tiếp.
từ cao nhìn xuống. Ôi trời mệt quá các bạn. Ở đây sáng không khí nó mát trong lành, dân cư ở đây cũng giống như nước ngoài vậy. Biết ăn cái gì đây, dê tươi cơm tắm này kìa, bánh mì. Cà phê, dê tươi, bún bánh cuốn, bún chả Hà Nội, quán bò tơ Tân Cảng. Dê tươi Tân Cảng, tập quán nhậu không mà nhà hàng ngang, ngang 9 món. Con ngang là con goose kìa bạn. Goose. Đây là one downstairs, but which I want to check it out, see if they have any over here. Oh, it's over there. Are you serious right now? Oh, right here. They had another one right here. Oh. No one come here. We're looking for the good one, so a lot of people come. Đây là khu quân sự sở chỉ huy gì ghê chưa? Xe sáng giờ đậu quá trời. Taxi tới xây xanh. Bún chả. Cơm tắm ở đâu ngon anh? Cơm tắm. Cơm tắm này hả? Ngon không anh? Ngon không? Không rõ, chưa ăn bao giờ. Rồi vậy đi. Cảm ơn. What a hard building. For a rice, it's like one of the biggest buildings, all the buildings right now. Yeah. You were outside. Huh? Đi outside đó, đi trong này. Giờ là chưa ai mở cửa quán nhậu không à. Ngàn chín món. Ồ, đồ ăn ngon không? Bánh gì? Bánh mì Hà Nội kìa. Cơm tắm thì chắc được kìa, là ở đây chắc đi ăn đây đại đi try it. Not bad. Cơm tắm hả? One try? Yeah, try here. Okay. Let's go. I don't think so. Ở gì nè, không có thấp đâu nè. Ăn nhiều bỏ nhiều nha. Thank you.
cơm tấm này. Ăn 3 muỗng hết rồi. Rồi mời. Đây đường Trần Phú. Quá trời, đây đồ ăn ở đây. Không biết một con đường. Thì tôi phải đi lấy đồ. Măng mới gửi lên. Lấy đồ cái đó. Mì ngon chưa? Mì quay hay quay? Quay. Is it what? Yeah. Mm-hmm. Doesn't even taste like too much, kala. Yeah, it's like a. Chicharrones. Yeah. Away. That's what I thought whenever I eat this. Bánh mì con chưa giòn. Mới mua tay lò luôn nè. Cái chim mã nằm kế bên cái lò luôn. Rồi ăn đi. Nhỏi quá kìa đâu. Nhỏi quá nha. Đất quay nè. Rose đất nè. I'll do my first time. Mmm. That was a good one. It was a good one. It was a good one. Cái chén hồng. Là cái chén hồng. You know that one ticker who be eating twice and swallowing? That's so funny, bro. Right, I've seen TikToks, and apparently he was known for just like he was like a known in his city, but now he's worldwide, bro. Yeah, he was like London or British, whatever. And I saw in the comments, then they were like, hey, Americans know about Bevo now? That's crazy.
Rồi làm mấy thêm thêm mất thêm làm mình một cái. Do it in a tin cup with some more shot of personate him and do it right. Quay ngon ghê ta. Nửa con 175.000. Nửa ký heo quay beo lì 175.000. Nửa con. Đây là hai cái đồ người ta này ông. Mua có nửa con à. Ủa rồi. Còn không? Quả ngon luôn. Ủa vậy rồi anh Thảo chừng nào nó mới có gì à?